Năm 2023 chứng kiến sự ra mắt của nhiều tựa game chiến thuật trên mobile cực kỳ nổi bật, đòi hỏi nhiều tư duy chiến thuật. Dreamweaver Tactics. Trong tựa game chiến thuật này, người chơi sẽ được mang theo tối đa 5 anh hùng trong một đội để triệu hồi và sắp xếp họ trong một bàn cờ lớn. Bắt đầu mỗi ván chơi, người chơi sẽ được cung cấp một số điểm nhất định để triệu hồi anh hùng. Mỗi anh hùng sẽ cần tiêu tốn một lượng điểm để triệu hồi. Dreamweaver Tactics sử dụng cơ chế chiến đấu thân bay như những chiến thuật sưu tầm thẻ khác, mà sau khi xếp xong đội hình thì tất cả anh hùng sẽ tự động chiến đấu xách lá cà. Trong cuộc chiến, các anh hùng sẽ liên tục sử dụng kỹ năng của họ để tích lũy năng lượng. Thanh năng lượng này sẽ cho phép người chơi sử dụng kỹ năng nổ siêu mạnh để tung đòn quyết định lên đối thủ. Game có hệ thống anh hùng và phép cực kỳ đa dạng để người chơi có thể thỏa sức sáng tạo ra chiến lược của riêng mình. Last Battlefield Earth. Last Battlefield Earth là game chiến thuật sử dụng phong cách chiến đấu thân bay theo dạng bàn cờ. Người chơi sẽ di chuyển và lựa chọn hành động cho nhân vật của mình ở mỗi thân. Bước vào cuộc chiến, bên dưới màn hình của bạn sẽ có một thanh dài gồm nhiều hành động như vũ khí, lựu đạn, thuốc hồi phục, dao, tùy thuộc vào tình hình cũng như diễn biến trong trận đấu mà người chơi sẽ sử dụng hành động thật hợp lý để giành chiến thắng. World Legend. Game World Legend cung cấp nhiều chế độ chơi khác nhau, chẳng hạn như chiến dịch BB, cùng nhiều thử thách nhiệm vụ đa dạng mang đến những trải nghiệm thú vị. Người chơi sẽ được chỉ huy mọi đơn vị chiến đấu trong trận chiến, đồng thời xây dựng các tòa nhà nhận tài nguyên như vàng và gỗ, cũng như thuê thêm các đơn vị chiến đấu và anh hùng để sẵn sàng cho mọi thử thách. Hệ thống anh hùng trong game World Legend được phân chia thành hai phe ánh sáng và bóng tối, theo các chủng tộc gồm người lùn và tinh linh, orc và con người, sát sống và yêu tinh. Hero Legend Empire World. Về cơ bản, Hero Legend Empire World thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực, trong đó người chơi sẽ đóng vai trò là lãnh đạo của liên minh nhân loại, xây dựng cơ sở của mình, tập hợp quân đội và phát triển công nghệ để cải thiện sức mạnh và khả năng chiến đấu của các nhân vật. Trong cuộc chiến chống lại quái vật, người chơi sẽ phải sử dụng chiến thuật thông minh để tấn công và phòng thủ. Mỗi tướng đều có kỹ năng và khả năng đặc biệt của riêng mình, do đó người chơi cần phải chọn lựa các đội hình phù hợp để đánh bại các quái vật đang tấn công. Defense Derby. Defense Derby là một tựa game phòng thủ tháp đòi hỏi những chiến thuật thông minh và nhanh trí. Để giành chiến thắng trong tựa game này, bạn cần liên tục đưa ra những điều chỉnh chiến lược hợp lý nhất, bảo đảm cho việc phòng thủ an toàn đến cùng. Trong mỗi vòng, 4 người chơi nhận được thẻ thông qua trinh sát và tạo thành một bộ bài để bảo vệ lâu đài của họ khỏi quái vật cho đến khi chỉ còn lại một người chơi. Trò chơi nổi bật với hệ thống do thám, giúp người chơi đoán được nước tiêu tiếp theo của đối thủ và thực hiện. Future Warface Mercenary. Lối chơi các game Future Warface Mercenary sử dụng phong cách chiến đấu thân bay quen thuộc, địa hình chiến trường thiết kế theo kiểu bàn cờ với nhiều ô. Ở mỗi lượt chơi, người chơi sẽ được lựa chọn vị trí thuận lợi nhất và di chuyển nhân vật của mình để giành phần thắng trước đối thủ.
Lưu ý rằng ở trong chiến trường sẽ có rất nhiều vị trí để ẩn nấp, hãy di chuyển nhân vật của bạn đến những vị trí này để né tránh những đường nạ của đối thủ. Một điểm nữa là ở mỗi lượt chơi, người chơi cần phải di chuyển nhân vật đến vị trí mà kẻ địch ở trong tầm bắn. Lúc này bạn có thể ra lệnh cho nhân vật của mình tấn công kẻ địch. Visual World Famous Scenery sở hữu đồ họa đẹp mắt đòi hỏi người chơi tư duy chiến thuật cao, khả năng quan sát và bộ não tính toán nhạy bén. The World Blaston mang đến cho người chơi một chiến trường vô cùng lớn theo dạng lưới. Một chiến trường rộng lớn bao gồm hơn 10.000 lưới chứa được số lượng người chơi cực lớn, từ đó mở rộng quy mô của mỗi trận đấu vô cùng hình tráng. The World Blaston sử dụng đồ họa 3D đẹp mắt với bối cảnh mọi thứ xung quanh được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, chuyển động mượt mà. Khi sử dụng bối cảnh là một thế giới giả tưởng tương lai, gồm những mecha khổng lồ, những món vũ khí vũ trang độc đáo. Digital Girl Idol RPG. Trước khi bắt đầu cuộc chiến, người chơi sẽ lựa chọn ra sách linh thú để sử dụng và điều chỉnh đội hình thật hợp lý để lấy lợi thế. Phần chiến đấu sử dụng kỹ năng sẽ được hệ thống tự động thực hiện theo lượt. Tiếp đến, người chơi sẽ thực hiện các nhiệm vụ cốt truyện và lần lượt vượt qua từng màn chơi. Tính chất chiến thuật của game nằm ở phần phân chia phe phái của linh thú. Các linh thú sẽ được chia thành 6 phe, tương ứng với 6 loại thuộc tính nguyên tố: lửa, nước, đất, gió, ánh sáng và bóng tối. Nguyên tố sẽ khắc chế lẫn nhau và đồng thời khi sắp xếp các linh thú cùng nguyên tố trong cùng đội hình sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh. Watcher of Realms. Mỗi cấp độ trong game Watcher of Realms đều sẽ có một chướng ngại vật khác nhau, ví dụ như địa hình phức tạp hơn, nhiều điểm sản sinh kẻ thù hơn. Thậm chí một số con quái vật còn bay thẳng đến căn cứ của bạn, một số con khác có thể thi triển các debuff như phép thuật AOE hay hưởng động lên các anh hùng của bạn. Cũng nhờ vậy mà người chơi không cảm thấy nhàm chán với lối chơi lặp đi lặp lại, mỗi thử thách thì yêu cầu người chơi động não và thay đổi chiến thuật linh hoạt tùy vào từng tình huống đang diễn ra. Khi người chơi sử dụng hết năng lượng cần thiết khi khiêu chiến một thử thách, sẽ có những chế độ khác để bạn tham gia, bao gồm khiêu chiến boss, khiêu chiến phó bản để thu thập nguyên liệu hoặc thử sức với các đấu trường PV. Khi còn tích hợp lối chơi nhàn rỗi, nên giữa offline người chơi vẫn sẽ nhận được phần thưởng giúp tăng cấp nhanh chóng khi online trở lại. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện hàng ngày thú vị giúp nhận thêm các nhân vật 5 sao hoặc quay gacha từ kiểm tra nhân phẩm. Nhìn chung Watcher of Rome vẫn là một sự lựa chọn thú vị trong thể loại phòng thủ tháp hardcore với bối cảnh giả tưởng lôi cuốn và thiết kế hình ảnh tuyệt đẹp. Journey to the West Mobile. Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cổ điển Tây Du Ký, người chơi sẽ được tham dự vào một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, nên bạn sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo của một đội gồm 5 người giải cứu vương quốc thần thánh. Mỗi nhân vật trong game đều có sức mạnh riêng, bạn sẽ được chiêu mộ họ từ 75 lá bài khác nhau và mỗi nhân vật cũng có những cốt truyện đặc biệt. Game cung cấp nhiều sự kiện và nhiệm vụ khác nhau dựa trên lựa chọn và chiến thuật của mỗi người chơi. Khi bạn vượt qua 4 chương đầu, bạn sẽ được gặp hơn 120 NPC độc đáo. Mỗi người có một kỹ năng và câu chuyện riêng. Với các sự kiện và lựa chọn bạn đưa ra sẽ dẫn bạn đến một hướng phát triển mới. Người chơi hoàn toàn tự tạo nên một bộ bài tối thượng và tìm kiếm anh hùng tốt nhất phù hợp với lối chơi của mình nhất.